chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Ngày hôm nay thì mình sẽ ra ngoài ban công và mình sẽ thu hoạch cà chua, bi và đậu que để mình làm món gỏi đu đủ ba khía nha mọi người. Đây, có hai trái đây rồi nè. Mọi người thấy mình trồng đậu nó có tốt không? Siêu tốt luôn á mọi người. Nó ra quá trời trái luôn. Mà hai trái này nó to nhất cho nên là mình sẽ hái trước. Đây này, nó còn ra nữa này nè mọi người. Một này, rồi trên này 2, 3, 4, 5, quá trời luôn. Đó, nó mọc tươi tốt luôn á mọi người. Rồi qua bên đây thì mình sẽ hái cà chua nha. Nè, cà chua bữa nay nè. Đó, nó ra từng chùm như này, thấy cưng không? Mình sẽ hái nguyên cái chùm này. Wow, những trái cà chua siêu mọng nước luôn nè mọi người. Thấy cưng gì đâu luôn á. Rồi, bỏ vào trong này. Ở ngoài này có mấy chùm luôn này mọi người, 2-3 chùm luôn. Wow, chín nhiều quá. Mấy bữa nay chồng mình hay ra ngoài này để hái cà chua ăn lắm mọi người. Sáng sớm ra ăn cà chua. Anh hái ăn sáng luôn. Ui, rớt rồi. À, rớt xuống dưới rồi. Cà chua rớt xuống dưới rồi kìa. Rồi, xin lỗi, mình xuống lấy sau. Tại vì một tay mình cầm máy nè, một tay mình cầm cái kéo mình cắt á, cứ không có cái tay kia đỡ. Người có hai tay thì không có ba tay. Rồi, đây, quẹo nó vô trong này. Nó có rớt thì rớt ở phía trong. Xin lỗi, mình xuống dưới kia mình lấy cũng được, không sao hết. Đó, rồi xong, chùm thứ hai. Mọi người biết sao mà mình cắt nguyên chùm có cả trái xanh nữa không? Thì cái gỏi đu đủ kiểu Thái này á, là người ta có làm cà xanh nè mọi người ơi. Vừa cà đỏ này, vừa cà xanh à, nó rất là ngon luôn. Nên là mình hái nguyên cái chùm này, vừa xanh vừa đỏ luôn nha mọi người. Khu vườn nhỏ xinh xinh ngoài ban công của mình thì chỉ có vậy thôi mọi người ơi. Một chùm cà chua và hai cây đậu đũa. Thì bây giờ mình sẽ vào làm món gỏi đu đủ ba khía nha mọi người. Đu đủ mình đã bào sẵn ra đây rồi nè mọi người. Cái mình bỏ trong này. Đây là mình bỏ nước lạnh nha mọi người. Ừ, nước cực lạnh luôn. Xong mình bỏ một ít muối để mình ngâm. Ngâm cho nó ra hết cái mũ của đu đủ mọi người. Để nó đỡ có bị đắng á. Với lại là trong nước lạnh như thế này thì khi mà mình vớt đu đủ ra thì nó sẽ được giòn, ngon hơn đó mọi người. Đây là 3 nguyên liệu mà mình tìm mua được để mình làm gỏi đu đủ ba khía kiểu Thái này mọi người. Ở đây á, là cái nước sốt á mọi người. Đây, đó, sản phẩm của Thái Lan. Mà cái này thì mình mua ở trong chợ Việt á mọi người. Nhìn cái hình ngoài rất là hấp dẫn luôn á. Thử coi là loại này có ngon hay không. Nếu mà ngon thì lần sau mình sẽ mua tiếp. Ở đây người ta có minh họa cái hình ảnh cho mình này. Thứ nhất là món gỏi đu đủ, mình có thể sử dụng cái sốt này. Rồi món thứ hai là cái món cơm này mọi người. Đó, món thứ ba ở đây là mình có thể chấm với xoài nữa. Ba món lận luôn. Yeah, sau này người ta cũng ghi đó. Này, món Lào Thái luôn. Ồ, cái này của Lào mọi người ơi. Đây, có cái logo chữ Lào này. Rồi. Cái này thì nó cũng không mắc lắm đâu mọi người, ở đâu 6-7 đồng gì đó. Còn đây là ba khía của Việt Nam này mọi người. Mọi người ở Việt Nam có biết cái loại ba khía bà giáo khỏe này không? Tại mình thấy cái chị kia chị bán online á, mà ba khía này từ Việt Nam đưa qua. Nên là thấy cũng nhiều người mua, cũng ok. Nên là mình cũng muốn thử xem như thế nào, cũng muốn ủng hộ thương hiệu Việt Nam á mọi người. Nó chất lượng cao luôn. Này, có cái dấu này, hàng Việt Nam chất lượng cao. Cái lọ này là 18 đồng mọi người ơi. Và cuối cùng á, thì cái món này á, phải cho cái đường thốt nốt nó mới ngon được. Đây là cái đường này nè. Cái này là đường thốt nốt của Thái Lan mọi người. Đó, ở trong này thì nó có 8 cái viên như thế này. Giờ thì mình sẽ đâm gỏi đu đủ nha. Cái cối Lào của mình dùng riêng để đâm gỏi nè mọi người. Vì là trong con ba khía này người ta bỏ quá trời tỏi với ớt rồi. Rất là cay luôn. Đây mình mới mở ra nè. Wow, thơm lắm mọi người ơi. Cực kỳ thơm. Và mình không biết vị thì như thế nào, mình cảm thấy là khá là nhiều ớt á. Thì ở đây á, mình sẽ cho một nửa viên đường thốt nốt vô. Mình giã nhỏ ra. Tiếp theo mình sẽ xắt cái cà này vào. Cà xanh này ăn ngon lắm. Mình xắt nhỏ ra như thế này nè. Cho đậu vào.
cho cà vào, cho chanh vào. Mình sẽ cho cái sốt vào, cho ba khía vào. Ba khía này ăn rất là mặn nên là mình chỉ bỏ hai con thôi. Cuối cùng là mình sẽ cho đu đủ. Thơm nước ngay tâm hồn luôn, cực kỳ thơm luôn mọi người, thèm quá. Mình cực kỳ ghiền cái món này của Thái luôn á. Đây là khi chồng Mỹ chặt dừa cho vợ. Chặt dừa vui ha. You happy? Happy. Okay. Oh wow, you said that just like a southerner. Yeah. Look at that. So happy. Look. Wow. Thank you. Cảm ơn nha. Nè, ông chặt nè mọi người. Siêu nhanh không? Thì cái trái dừa này nó khá là nặng, khá là cứng đó mọi người, cái mình không chặt được vậy. Nên là mình nhờ anh chặt đó mọi người. Đó, nói chung là cũng ok la. Giờ mình bỏ cái ống hút vô là hút thôi. Bữa nay mình sẽ uống nước dừa. Dừa này là dừa của Thái Lan luôn, dừa tươi Thái Lan, mua ở ngoài chợ châu Á. 5 đồng một trái, là khoảng tầm 120 tiền Việt Nam cho trái dừa này. Đu đủ ba khía này với lại uống nước dừa. Cảm ơn anh nha. Rồi mời mọi người cùng ăn với mình nha. Nãy nhìn cái đĩa to to bự bự vậy mà lên hình nó nhìn nhỏ nhỏ sao mọi người, nó không có được bự lắm. Nhưng mà thật ra rất rất là nhiều luôn, tại vì cái đĩa này là đĩa lớn mọi người. Nhìn trong hình cái gì nó cũng kiểu mình cảm giác là nó nhỏ mọi người. Rồi thì giờ mình uống thử chai dừa này trước cái đã này. Wow. Dừa tươi mát lạnh cực kỳ luôn. Thì ăn với cái gỏi này á, là người Thái mình thấy người ta ăn với lại là bắp cải sống á mọi người. Nhiều người Việt mình thì không có ăn được bắp cải sống. Cái hôm bữa mình có làm video mà ăn gỏi đu đủ kiểu Thái này rồi, mình cũng ăn bắp cải này này. Thế mấy bạn nói là tại sao mà thấy mình ăn nhìn siêu vậy, tại vì người ta không ăn được á mọi người. Thì mình lúc đầu mình cũng không ăn được cái này đâu. Hồi xưa mình thấy người ta ăn á, mình nói tại sao lại ăn được cái này như vậy, tại vì nó rất là khó ăn. Bắp cải này phải nấu lên ăn nó mới gọi là bớt cái mùi hăng á. Cái sau dần dần về sau á, mình cũng tập ăn, sau này mình ăn được luôn và bây giờ mình ghiền luôn. Có nghĩa là mỗi lần ăn gọi đu đủ như vậy nè, là mình có bắp cải này ăn nó giòn giòn ngon lắm mọi người. Mời mọi người qua với mình nha, mình gói lại như thế này nè. Đó, xong rồi mình cho vào miệng thôi. Ngon bá cháy luôn. Rất là ngon. Bình thường là mình hay ăn bốc mọi người, tại món này phải ăn bốc mới ngon. Gọi là mình làm món gì của nước nào là bắt đầu mình ăn theo kiểu nước đó đó. Ví dụ là món Thái mà cái này gọi người là sông tâm đúng không? Sông tâm không biết, nhưng mà gọi đu đủ Thái thì người ta ăn bốc. Rồi ví dụ là món đồ nướng Hàn Quốc, ăn cơm đúng không nè, là phải dùng cái đũa mà đũa bằng nhôm á, đúng không? Bằng nhôm hay bằng sắt gì đó. Đó, ăn như vậy nó mới đúng điệu mà nó ngon hơn đúng không? Nhưng mà bữa nay mình dùng đũa đi ha. Thì cái nước sốt rất là hợp khẩu vị của mình. Ừ.
Và trong nước sốt này mình thấy có cái vị nó, nãy mình thử á, mình thử riêng ra nó có cái vị hơi hơi mặn đó mọi người. Mình thử cái bao kiến nè. Bao kiến rất là ngon. Ngon lắm. Nhả cái vỏ ra ra chứ đâu ăn được cái vỏ đâu nè. Thì đó là cái phần nước sốt. Còn mà cái phần ba khí á mọi người, thì cái nước sốt của nó người ta đã gia giảm gia vị rất là hợp khẩu vị của mình rồi. Có đường trong á, rồi tỏi ớt như lúc nãy mọi người cũng thấy đó, nó rất là cay luôn. Nên là nãy mình chỉ cần bỏ thêm một ít đường thốt nốt nữa là được. Mình khá là thích cái vị thanh thanh của đường thốt nốt á, ăn nó dễ chịu mà nó thơm nữa. Cái vị chua chua cay cay mặn mặn ăn đúng bài luôn. Mấy cái món mà món gỏi á, mình cực kỳ thích luôn, mọi người. Gỏi gì mình cũng chơi được tất luôn á, nhưng mà mình lại không thích cho đậu phộng vào, lạ kỳ vậy đó. Cho đậu phộng vào thì cũng được, nhưng mà kiểu như là mình cũng không thích lắm á, tại bản thân mình, tại vì mình á, mình là không có thích ăn đậu phộng mọi người. Còn ai mà thích ăn đậu phộng này hoặc là hành phi, nhiều bạn mình cũng thấy hay cho hành phi vào nữa. Cái này là mình biến tấu sao cho nó hợp khẩu vị, mình cảm thấy ngon là được thôi mọi người. Chồng mình ảnh không ăn, tại ảnh chê cái mùi ba khía này không có thơm á, nó túi túi. Các bạn không ăn đâu. Trời ơi, con ba khía. Ba khía này á, mình trộn thêm một ít ngò gai với cả là thêm một ít tỏi, thêm một ít cay nữa, thêm cay cay nữa, xong ăn với cơm nóng á, ngon nước nắp luôn. Không có cần gì nhiều á, một tô cơm nóng thôi. Cái mọi người ăn với ba khía là mọi người ăn hết sạch tô luôn á. Cái con ba khí này á, rất là quen thuộc đối với những bạn miền Nam hoặc là miền Tây rồi. Nhưng mà những bạn miền Trung hoặc là miền Bắc á, thì nhiều người ta không có biết con ba khí là con cái gì và ăn như thế nào, vị ra sao. Tại ở miền Trung và miền Bắc không có cái món này đâu mọi người. Wow, mình ăn gần hết dĩa rồi mọi người. Mm-hmm.
ngon ngon người luôn, ngon mà ngon ngon người luôn này. Đang thông minh mà ăn món này xong kiểu phê quá xong ngu luôn. Không biết là mình uống nước dừa với ăn cái món này sau rồi vào trong cái bụng á nó có đánh nhau hay không thì không biết nữa. Lần đầu tiên kết hợp luôn. Giống ngày xưa đi học á, gọi một ly nước dừa ở ngoài cổng trường á, xong rồi gọi thêm xoài lắc ăn. Trời ơi, ta nói ăn xong, đang ăn á, chưa kịp trả tiền đâu á, cái bắt đầu là Tào Tháo nó đuổi mà nghe. Chạy thần tốc về nhà ngay và luôn. Về đến nhà tục còn suốt, nó phọt một phát. Mọi người biết cái kết như thế nào đó. Nhưng mà thường mấy cái món mà nó đánh đánh nhau vậy nó lại ngon. Nó làm mình ghiền, không có nỡ bỏ. Hết đu đủ rồi mọi người. Bây giờ chỉ còn cái này là cà nè, đậu nè, với một ít bắp khía nữa thôi. Wow, hết luôn mọi người. Rồi cái trái dừa ta nói hả, mua đáng đồng tiền với gạo ghê luôn. Nó nước nó rất là ngọt, dừa tươi luôn á mọi người. Này tươi rói rồi luôn nè, cái này là mới nhập qua nè, chắc bét luôn. Rồi thì cảm ơn mọi người đã coi video ngày hôm nay của mình nha. Hẹn gặp lại mọi người những cái video tiếp theo. Thật sự nó rất là ngon luôn mọi người. Ai mà chưa làm á thì thử làm đi. Ngon lắm. Chúc mọi người có một ngày mới tốt lành nha. Bye bye. That's a wrap.